tạo hình ấy, giác xanh nó có mang nhiều cái chất nhật ký, chất nhật ký, bởi vì nó ghi chép lại rất nhiều. 60 tác phẩm trưng bày ở đây, có tới hơn chục tác phẩm là các họa sĩ vẽ nhau để tặng. Nét mặt, ánh mắt và những lưu bút trên tranh thể hiện phần nào tình cảm của các nghệ sĩ với nhau và thể hiện cả tâm trạng của họ với thời cuộc. Xem tranh, có lẽ xúc động nhất là những người cùng thế hệ với các danh họa này. Ngay từ cái lúc mà tôi mới độ 12 tuổi, từ lúc đi học đã được xem, và nhất là những các cái ký họa mà đăng báo của các anh Tô Ngọc Vân, nhất là Tô Ngọc Vân và Nguyễn Gia Trí, lúc bây giờ anh ấy còn làm trang trí và minh họa cho báo của Tự Lực Văn Đoàn đấy, thì phải nói là lúc bây giờ tôi ngay từ lớp 12, 13 tuổi là tôi đã rất mê. Thế hôm nay lại được xem lại, nhìn lại phần lớn là những cái tranh ký họa của các cái bậc danh sĩ như thế, những cái danh sĩ lớn của đất nước chúng ta, của dân tộc ta, thì phải nói là cái sự cảm động này thì tôi không thể nói hết được. Cũng tại phòng tranh này, người ta có thể tìm lại những phác họa cho các tác phẩm sơn mài nổi tiếng như Bác Hồ với Chiến Sĩ, Sen Tàn, Thiếu Nữ Chơi Xuân, vân vân. Để có được nó, các nhà sưu tập đã phải mất cả hàng chục năm trời để tìm kiếm và cẩn thận lưu giữ. Dạ, cái bức tranh này là của cô học sinh lớp 10, họa sĩ Dương Minh Điên vẽ. Sau đó thì tôi thấy đẹp quá, nhưng mà cô gái này cô ấy cũng không có thấy ý nghĩa đó. Và khi tôi đến nhà cô, tôi đặt vấn đề là hỏi mua lại, thì tôi thấy ở trên nóc tủ. Và cô sẵn sàng, cô ấy đưa lại của biếu họa sĩ, và tôi giữ lại từ năm 1968, 69 đến bây giờ. Tranh của Bùi Xuân Phái, Dương Bích Liên, Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân được coi là những di sản văn hóa quý giá của Việt Nam. Cuộc triển lãm này sẽ trưng bày tới ngày 24 tháng 2 tới. Những con người của một thời đã qua, một Bùi Xuân Phái với những con phố Hà Nội tĩnh lặng, một Tô Ngọc Vân với những bức tranh thiếu nữ duyên dáng đầy nữ tính của đất Hà Thành. Những tác phẩm của những họa sĩ như vậy luôn đem lại những cảm giác thật ấm áp và dễ chịu. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi dự báo thời tiết trong 3 ngày tới.